Rồi các bạn nha mọi người cùng xem ha. Chiếc Yanmar 850 lái qua lăng nha, đi lầy dẻo các bạn. Chà, quá lầy rồi. Bây giờ máy kéo vô hỗ trợ kéo các bạn. Kéo này các bạn ơi. Đối thừa nữa ha. Quá dẻo các bạn ơi. Cái này bị dẻo thôi à. Đó. Đó. À. Quá ngon. Ồ, bữa nay qua tới đây đó hả? Ủa vậy sao? Còn miếng nào nữa qua đó luôn hả? Miếng mệt hỏi được kẹt. Rồi qua cắt cái dây này. Chú làm ơn cho cái đường ngang qua bên ruộng này luôn chứ. Giờ cái lọn nó lên không được, nó đầy nó lên không được, giờ nó qua ruộng này được hả? Quá sâu rồi, không có lên nổi rồi. Giờ này cái hứng người ta đem xuống cho. Hứng căng luôn. Căng luôn. Đường cắt qua một đường hả, qua biển tôi là chứ không có cái gì đó. Đường cắt một đường. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Các bạn và mọi người cùng xem ha. Hôm nay mình quay chiếc máy cắt lúa khu vực Yanmar nha. Và máy ảnh đang quằn để bắt con cá đó các bạn. Chà. Chê cá lóc gì á, không thấy luôn rồi. Không thấy cá rồi, trốn rồi. Đây chiếc 850 Yanmar các bạn, lái qua lăng nha. Wow. Các bạn chiếc 850 này tốc độ nó chạy cũng như chiếc 93 nha các bạn. Tốc độ nó không thua 93 mình đâu nha. Nó chạy cũng mau lắm đó. Động cơ nó thì nhỏ hơn, chứ tốc độ nó không thua. Hiện tại ở đây là 2 cây nha. Xem một cây 70 tuốt ở đầu trên luôn đó. Rồi, cá chỗ này mất tiêu rồi. Rồi, còn vài lam nữa xong rồi ha. Còn cái hơi nóng nó ra kìa các bạn thấy không? Có hơi cỏ các bạn ha, 2 tầng. Băng tải này lớn lắm nha các bạn. Cái hậu nó lớn lắm. Nhưng nó 2 tới 2 cái băng tải nha. Dòng Yanmar là nó 2 băng tải các bạn. Thêm một cái băng tải gời giữa nữa. kiếm chuột hay gì á, không dặm chuột, bắt cá chắc quớt rồi, quay kiếm chuột rồi. Vô xử mấy cục này. Mấy lỗ này mới lầy hồi nãy đó các bạn. Giờ đâm ủi chứ không dám chạy thẳng các bạn ơi. Mới lầy nãy. Hai cái luôn, kéo lên cái chạy ra đó lại cái nữa. Nghiền ghê quá. Kéo này dành chân 70 nha các bạn, cao lắm. Khỏi chân đó nè, nó thò ha. Đi lầy hay lắm. Rồi, 8 nữa là sao?